Chào mừng anh em đã quay trở lại với MG Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá Tevat theo một cách hoàn toàn mới, không phải qua game mà là qua manga. Câu chuyện này sẽ tập trung vào thành Mondstadt và những người sáng lập ra nó. Đồng thời có những nhân vật chưa xuất hiện trong trò chơi như Vanessa. Trên lục địa Tevat và thời quý tộc ở Mondstadt khoảng 1000 tới 1600 năm trước, sự xuất hiện của Long Ma Usar đã đe dọa tới Mondstadt. Cùng lúc đó thì gia tộc Lauren trỗi dậy, nắm quyền cai trị thành do phong thần để lại. 1010 năm về trước, hai chị em Vanessa và Lynn ra đời. Hai người nương tựa vào nhau và sống sót qua từng ngày. Người em Lynn bị bệnh, luôn cần đến thuốc và nhiệm vụ của người chị Vanessa là chăm sóc cho em gái. Mang theo xiềng xích trên chân, cô băng bó vết thương và tiếp tục hành trình. Nhưng Lynn lại ngăn cản chị mình bằng cách chỉ tay lên bầu trời trên cao. Chính là đảo thiên không Celestia dần che lấp ánh trăng huyền ảo. Người em muốn Vanessa ở lại và hỏi rằng liệu thần có vui khi chị chiến thắng không? Vì Lynn và mọi người, chị phải chiến đấu. Đáp lại em gái, rồi cô chậm chậm tạm biệt Lynn trước khi rời đi. Cùng lúc đó, trong một khu rừng tại Mondstadt, động vật đang bất ngờ tháo chạy trước sự xuất hiện của một vòng tròn phong bí ẩn. Ngay sau đó, một luồng gió mạnh mẽ đã trồi lên, kèm theo đó là sự xuất hiện của một người. Anh ta có làn da trắng, vóc dáng mảnh mai và sở hữu một đôi mắt xanh. Ngoài ra, anh ta còn mang hai bím tóc ngắn, có viền xanh lam, chúng mượt mà, trôi nổi theo ngọn gió. Anh ta tự hỏi ta đã ngủ bao lâu rồi, và tên người này chính là Venti. Từ thời xa xưa, thần gió Barbatos đã kiến tạo nên vùng đất Mondstadt, đồng thời cho dân chúng mượn tri thức để phát triển cuộc sống. Với tư cách là một vị thần của âm nhạc và trò chơi, người đã làm rất nhiều điều để mang lại hạnh phúc, vui vẻ đến cuộc sống người dân Mondstadt. Nhưng sau khi tất cả đã bình yên, ngài đem theo cây đàn yêu thích và biến mất trên vùng trời. Nhưng đó là câu chuyện hàng ngàn năm trước rồi. Mondstadt hiện nay đang bị gia tộc Lauren với quyền lực cực kỳ lớn kiểm soát. Các lễ hội mà trước đây ai cũng có thể tham gia, giờ đây thành sân chơi riêng cho quý tộc. Hơn nữa, trong nhiều năm, chỉ riêng họ là người có khả năng trấn áp ma long Usa. Vì vậy, họ cùng các đại quý tộc khác đang chuẩn bị kế hoạch ứng phó trước sự nổi dậy của ma vật, nhất là ác long. Đâu đó tại khu thương mại quảng trường phía nam thành Mondstadt, người hát rong Venti đang cất lên những bài ca và gảy những tiếng đàn ngọt ngào để thu hút bọn trẻ, đồng thời mặc cả vài quả táo từ ông chủ cửa hàng. Do không thành, anh bèn hát bài ca về sự quả cảm, không ngại khó khăn, bằng tiếng đàn và giọng hát êm dịu khiến bao người dân xung quanh để tai. Tiếng nhạc này cũng lọt đến tai Vanessa gần đấy. Và hơn hết, thứ âm thanh tuyệt diệu kia đã mê hoặc thành công cô con gái của ông chủ, khiến ông phải nhượng bộ và chấp nhận lời mặc cả từ Venti. Đồng thời, ông cũng cảnh báo anh nên cẩn thận vì người tốt tại Mondstadt bây giờ rất hiếm, và bật mí cho Venti về cuộc thi đấu cầu lông diễn ra tại quảng trường lớn. Đó là cuộc thi lớn nhất mỗi năm một lần và kéo dài tận 15 ngày. Theo truyền thống, sau khi kết thúc tiệc rượu, quán quân ba hạng mục thi đấu sẽ chọn ra một thiếu nữ. Cô sẽ gieo một quả cầu tượng trưng cho sự chúc phúc của Barbatos vào đám đông. Người đầu tiên nhặt được quả cầu có thể nhận thưởng lớn và có một năm may mắn. Sau đó tất cả người dân sẽ tổ chức yến hội xuyên đêm nhằm tưởng nhớ ơn huệ của phong thần Barbatos và hưởng thụ những niềm vui của thế gian. Venti nhanh chân chạy đến lễ hội để có cơ may đánh được quả cầu. Thấy vậy, chủ hàng cảnh báo Venti rằng anh sẽ phải chịu hậu quả thảm khốc nếu dám động đến cuộc chơi của nhà quý tộc. Venti đáp, nếu ông chủ là người tốt thì giọng hát của tôi phải hơn cả Barbatos. Nghe vậy thì ông cũng không nói thêm gì khi nhận ra bài hát vừa rồi chính là bài ca của gió và mặc anh ta tiếp tục đi. Quảng trường nơi lễ hội chật kín người dân và Venti len lỏi qua đám đông đúc. Ngay lúc này, anh nghe được những lời phù phiếm được bàn tán qua lại giữa hai người xem cuộc thi. Chuyện rằng ít nhất 5 năm vừa qua, cuộc thi này đã thuộc về thiếu gia Lawrence và do nhà Lawrence kiểm soát. Hơn nữa, thiếu nữ cầm cầu là người lẽ ra được chọn bởi quán quân cuộc thi. Nhưng từ khi nhà quý tộc hủy bỏ truyền thống ấy, hắn đã tự chỉ định cô gái ném cầu, rồi tự mình chiếm lấy quả cầu và sau yến tiệc, thậm chí hắn còn đem cô gái ấy về nhà. Venti chen qua dòng người, tận mắt thấy cô thiếu nữ đang sợ hãi, chuẩn bị ném quả cầu cho tên quý tộc đang chờ sẵn dưới sân. Ngay lập tức khi bóng chạm đất, anh lấy được quả cầu và xoay nó trên ngón trỏ như đang muốn chọc tức tên quý tộc. Hắn tức giận rút gươm đe dọa chàng hát rong và ra lệnh binh lính xung quanh bắt anh ta lại. Venti lập tức chạy và thoát khỏi khu dân cư. Trên đoạn đường thoát thân, anh không may va phải một người phụ nữ Muratan với mái tóc ánh đỏ, khiến anh ngã khuỵu xuống. Cô gái tóc đỏ này chính là Vanessa. Nhưng điều gì khiến cô ấy xuất hiện ở Mondstadt vẫn là bí ẩn. Lúc đang lấy lại tâm trí sau khi ngã, Venti kinh ngạc khi nhận thấy Vanessa có xích ở gần mắt cá chân, dấu hiệu của sự trói buộc. Cô liền đưa tay ra đỡ anh dậy và hỏi thăm trước khi tên quý tộc đuổi kịp hai người. Venti thấy vậy liền mau chóng núp sau bóng lưng cao lớn của cô. Bóng lưng này ắt hẳn đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến. Tên quý tộc tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu và lo sợ, do Vanessa kia chính là võ sĩ giác đấu bất bại mang danh nanh sư tử. Tên Lauren đe dọa cô phải giao tên hát rong kia, nếu không thì coi chừng hắn. Trong lúc Vanessa bắt đầu tỏ ra cảnh giác với những lời đe dọa, Venti đã trốn thoát được từ lúc nào không hay. Đến buổi đêm, Lynn đang vui mừng do chị Vanessa đã quay trở lại với một túi giấy đầy áp. Không một lời chào hỏi,
cô đưa túi táo, đồ ăn yêu thích của phong thần cho em gái. Điều này làm Lin cực kỳ bất ngờ, do thứ cô bé đang mong chờ là thuốc thang, chứ không phải là táo. Sau đó, người chị để Lin bé nhỏ một mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô triệu tập để nói chuyện với mọi người, giao phó Lin lại cho họ vì cô phải đi chấp nhận hình phạt từ tên quý tộc. Nhưng ánh mắt đầy thù hận và quyết tâm của cô nói rằng Vanessa sẽ không dễ dàng chấp nhận số phận như vậy. Nhìn qua song sắt nhà giam, đảo Celestia và hình ảnh ánh trăng tròn dường như lướt qua nhau thêm một lần nữa, cô nhắm mắt và chờ đợi án phạt của riêng mình. Đột nhiên, tiếng hát tươi vui quen thuộc cất lên từ đâu đó. Venti bất ngờ xuất hiện và mở khóa phòng giam. Hai tên lính canh đã bị anh ta đánh ngất để lấy đi chìa khóa. Anh ngồi bệt xuống rồi vừa cười vừa chỉ về phía Vanessa. Một cách ngây thơ vô số tội, hai người bối rối nhìn nhau, không ai nói một câu. Vanessa thì bất ngờ, còn Venti thì bối rối, do anh là người đã đẩy cô vào nơi này. Do đó, Venti mở lời trước, cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn Vanessa vì đã giúp anh ta chạy thoát khỏi tên quý tộc. Xin lỗi vì đã để cô bị tống vào nhà giam. Nhưng cô lại cảm thấy hoàn toàn ổn với chuyện này, do cô là một kiếm sĩ của võ trường giác đấu. Thậm chí cô còn coi cả thành phố này cũng chỉ như một nhà tù lớn hơn. Nghe được chuyện cô là một kiếm sĩ, Venti khen cô mang phong cách của người Muratan hùng mạnh. Người Muratan là dân tộc sống ở phía tây đại lục, ở khu vực núi lửa. Họ chính là con dân của thần lửa và có dân số rất ít. Có lẽ đây là lý do tại sao họ có mái tóc màu ánh lửa và thân thể khỏe mạnh. Cô ấy nói rằng thần lửa là nữ thần của chiến tranh. Ở thời đại của những người Muratan, trước khi bắt đầu thi đấu, hai bên tham chiến đều tuyên thệ rằng sẽ đem chiến thắng dâng lên nữ thần. Venti thì cười phá lên, bảo rằng thần lửa là một bà dì ngẫu hứng. Sau giai đoạn lúc ấy, theo Vanessa, không rõ tộc cô có trưởng lão hay không, nên không có ai truyền thụ lại kiến thức của thần lửa cho tộc Muratan. Từ lúc cô có thể nhận thức được, thì tộc của cô đã lưu lạc trên thảo nguyên. Mọi người trong tộc đều phải lo kiếm ăn, sinh tồn, nuôi lớn gia tộc, còn trẻ con thì không có cơ hội được học hỏi, mà cũng cuốn theo gánh nặng của cuộc sống. Lý do cô là người di cư nhưng lại xuất hiện tại Mondstadt là do kỹ năng chiến đấu của Vanessa. Mọi chuyện của cô bắt đầu vào mùa đông 10 năm trước. Sau khi bị bỏ đói vài ngày, cô và người thân phải đối mặt trước ma long Usa, con rồng khổng lồ giang đôi cánh sắc tím, đôi mắt rực vàng giận dữ gầm trước mặt hai bố con Vanessa. Trong tình huống nguy cấp này, cô chỉ biết núp đằng sau bóng lưng của người bố. Và kết quả như thế nào, cha tạo đã đều biết. Sau khi nghe câu chuyện xong, Venti ngay lập tức chen vào và giới thiệu mình với khuôn mặt tươi cười để giúp Vanessa tốt hơn. Anh còn giới thiệu cây đàn tên Thiên Không, Delime. Vanessa thắc mắc tại sao cây đàn lại có cả tên. Thì Venti đáp rằng, vạn vật đều có tên, chỉ cần có tên để gọi, Venti có thể hát lên được. Sau khi hai người giới thiệu với nhau, Venti đề nghị lấy tên cô đặt trong bài thơ ca của mình. Thấy được sự do dự của Vanessa, anh đã đề nghị làm bạn với cô và Vanessa cũng chấp nhận. Trong suy nghĩ của Vanessa, đảo Thiên Không là nơi các anh hùng được chọn và trở thành thần linh bảo vệ thế giới. Chỉ cần cầu nguyện là các vị thần sẽ nghe thấy mình. Với suy nghĩ ấy trong đầu, cô hỏi Venti về đảo Thiên Không, nhưng Venti lại từ chối trả lời câu hỏi đó. Anh nói rằng muốn giúp Vanessa bỏ trốn và sau đó sẽ kể cho cô sau về đảo Thiên Không. Nhưng Vanessa không thể đi được vì ngày mai sẽ có một trận chiến định mệnh, trận chiến cuối cùng của cô. Theo hiệp định, nếu Vanessa có thể chiến thắng hết 12 trận thì dân tộc của cô sẽ được tự do. Venti thì cho rằng không thể tin tưởng bọn quý tộc được, dù vì dân tộc, vì em gái của cô. Tuy Venti hứa sẽ giải thoát cho tộc nhân của Vanessa, nhưng cô nói tộc của cô đã quên mất tự do là gì. Nếu không phải họ tự sức giành lấy, thì tự do kia cũng chẳng khác nào một gông cùm lớn hơn. Nghe vậy, Venti đành chỉ nở nụ cười trên môi, nghe theo và rời đi. Cuối cùng cũng tới ngày định mệnh, trận chiến quyết định của Vanessa. Nhưng cô sững sờ khi biết rằng tộc nhân của mình cũng bị bắt buộc phải tham gia trận chiến. Họ đều đeo trên mình gông cùm và bị đẩy ra khỏi chiến trường một cách thô bạo. Bất ngờ thay, kẻ thù cuối cùng lại chính là ma long Usa, nỗi kinh hoàng trong tâm trí của Vanessa. Thậm chí các tên quý tộc còn nói sẽ thưởng cho cô cả Mondstadt này nếu như chiến thắng. Dân chúng xung quanh bất bình phản đối, nhưng đó cũng chẳng là gì để lũ quý tộc phải để tâm. Thì ra, sức mạnh trấn áp ma long của Laurent lại đến từ việc cống nạp tế phẩm của con người. Ngay lúc sau, Hillicher và ác long bay tới, buộc Vanessa và những người có khả năng chiến đấu phải tập trung bảo vệ người già và trẻ em để lui vào trong thành. Nhưng họ không thể lui về do quý tộc đe dọa sẽ bắn tên nếu như không chiến đấu. Một số người trong tộc của cô đã bị thương và Vanessa đã phải đối mặt với ma long Usa. Bằng nhát chém của cô, ba tên Hillichert đã bị đánh bại. Dù cho có bị thương, nhưng Vanessa vẫn cố gắng vung kiếm chém đôi kẻ thù. Ánh mắt của cô đầy quyết tâm cùng với thanh gươm bùng nổ sức mạnh, cố gắng bảo vệ người dân của mình. Đột nhiên, Venti xuất hiện, nhưng không phải dưới dạng người hát rong lang thang, mà trong dạng phong thần của Mondstadt. Anh dịch chuyển cô và Usa đến một nơi xa xôi. Dù chỉ có một chút bất ngờ, nhưng cô vẫn vung gươm lên để chém lấy Usa. Phong thần đã dùng sức mạnh của mình và ra lệnh cho ác long rời đi ngay khi thanh kiếm của cô chạm vào cổ kẻ thù. Ma long hùng mạnh đã phải bỏ trốn,
để lại Vanessa vô cùng mệt mỏi và bất ngờ. Fenty hỏi lại cô là có thể dùng cái tên Vanessa để đặt cho bài ca của anh hay không. Thấy phong thần bao bao tốt trước mặt mình, cô cuối cùng đã chấp nhận điều đó. Anh đưa cho cô một quả táo, khen ngợi lòng quyết tâm chiến đấu vì tự do của cô. Fenty còn yêu cầu tên quý tộc thực hiện giao kèo trước đó là đưa Monstar cho Vanessa, vì nếu đã là trò chơi thì phải tuân thủ quy tắc. Monstar cuối cùng cũng đã trở lại như trước. Fenty tạo ra một tòa thành theo mong ước của người dân. Anh mong họ có thể nghe theo tiếng hát, khát vọng của tự do. Để bảo vệ lấy sự bình yên này, Vanessa đã thành lập nên đội kỵ sĩ Tây Phong. Cuối câu chuyện, cô trở thành sứ giả của gió và đi đến đảo Thiên Không. Đứng trước cửa vào đảo, cô đã vô cùng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và bước qua cánh cửa. Hai cánh cửa đóng sầm lại dưới bóng lưng của cô. Bóng trắng của một chú chim ưng bay ra, dần hình thành màu sắc đầy đủ và cất cánh bay lên bầu trời. Fenty liếc nhìn, ánh mắt anh và chú chim chạm nhau. Con chim ưng bắt đầu bay về thành Mondstadt. Lúc này, ở cùng với nhà lữ hành, anh đã nói về mong ước của cô, rằng liệu thế giới này đã trở nên kiên cường hơn chưa. Và đó mới chỉ là kết thúc của chương đầu tiên thôi. Vẫn còn một câu chuyện dài ở phía sau nữa đó. Liệu có chi tiết nào trong chuyện tôi kể đang bị sai hay không? Nếu có thì anh em nhớ cho tôi biết ở dưới phần bình luận nha. Và đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh ra trong tương lai nha. Còn giờ thì MG Gaming xin chào.